trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với Lê Dũng. Thưa quý vị, mặc dù Tổng thống Donald Trump vẫn chưa chấp nhận kết quả bầu cử và ông không, có lẽ là ông sẽ không bao giờ chấp nhận thua ông Joe Biden, nhưng mà từ từ rồi chắc cũng phải, người ta bảo từ từ rồi nhịt thịt nó cũng nhừ. Nhưng mà trong những ngày qua bắt đầu có những cái chuyển biến, những cái dấu hiệu cho thấy là dần dần các vị dân cử Cộng Hòa càng ngày càng ngả về phía ông Biden. Và ngay cả ông Donald Trump luôn cũng hình như phát ra tín hiệu đó, chứ không phải là không. Quý vị nhớ thứ sáu tuần trước, đứng trước Vườn Hồng, khi nói về COVID-19, Vườn Hồng Tòa Ốc, thì ông có nói là như thế này: chính quyền tôi sẽ không đóng cửa vụ COVID-19. Tôi có thể để là một chính quyền nào đó, sau đó whatever chính quyền, và time will tell, thời gian sẽ trả lời. Thì người ta đọc có thấy cái ẩn ý của ông ở trong đó, có lẽ là có chính quyền mới họ làm. Và quý vị có để ý thấy thứ sáu tuần rồi, cái tóc của ông, không biết là ông cố tình vô ý, nó bạc trắng, nó không có nhuộm, cho thấy con người rất mệt mỏi. Nhưng mà hôm Chủ nhật vừa rồi ông tweet ra, hai cái tweet gây tranh cãi, vô cùng, thưa quý vị. Xin mời cái thuật play, play cái video đầu tiên cho coi, cho bà con coi. Vâng, không, vâng, không, không phải cái này, xin lỗi, cái thứ nhì, anh Đức, cái thứ nhì, cái tweet đó, để cho bà con mình thấy là hôm Chủ nhật rồi ông tweet ra cái gì. Ban đầu ông tweet ra là ông Joe Biden thắng vì bầu cử gian lận, sau đó ông mới tweet ra ông bảo rằng là ông Biden thắng là do cái gọi là gì? À, vâng, đúng rồi, cảm ơn anh. Là thắng trong cái con mắt của những cái người mà giới truyền thông, đó, mà tôi thắng, đó, đại khái như vậy. Quý vị thấy không? Ông viết là ông thắng là bởi vì cái cuộc bầu cử gian lận. Chúng tôi không có người coi những lá phiếu đó và không được phép. Và tất cả những này đều là gian lận hết. Đó. Nhưng mà lần đầu tiên ông viết ra cái chữ đây, quý vị thấy lại bị huýt còi nữa. Đó, this claim is about election is fraud is disputed. Quý vị thấy không? Tất cả các ông viết ra, à tôi quên nhắc quý vị nữa. Kể từ ngày 3 tháng 11 tới giờ, cái mức độ mà bị ông Trump, tweet của ông Trump bị Twitter mà họ thổi còi đó là 38%. 38%, tức là có 100 cái tweet thì 38 cái bị huýt còi. Đó. Thì rồi quý vị thấy đó, xin mời các cho coi cái video đầu tiên. Hồi nãy quý vị thấy là hôm thứ Bảy vừa rồi, ông đã đi ra thăm những người biểu tình ủng hộ ông ở tại Freedom Plaza. Đây, ngài thân chinh danh mà không bước ra ngoài. Đó, đi ra thăm dân tình. À, cái này hơi giống Kim Jong-un, nhưng mà hơi ít người. Kim Jong-un nó đi đông hơn hai bên ngon lắm. Đó, quý vị thấy không? Cả bao nhiêu ngàn người tập trung ở tại Freedom Plaza gần Tòa Bạch Ốc ủng hộ ông và yêu cầu. Quý vị thấy toàn đội nón MAGA, không một nón đỏ, mà đa số không đeo khẩu trang. Mặc dù bây giờ đã có hơn 11 triệu người bị bệnh COVID-19 rồi, và ngày càng đông thêm nữa. Đó, quý vị thấy. Sau đó những người này cũng kéo đến tối cao pháp viện để yêu cầu phải xử cái vụ bầu cử cho ông Trump thắng. Rồi họ kéo đến quốc hội nữa. Nói chung là rất khí thế hôm thứ Bảy vừa rồi. Nhưng mà sau khi ngài đi ra, ngài chào mấy người này xong, ngài đi thẳng luôn ra sân góp ở tại Virginia đánh góp. Giống như tuần trước đó mà khi mà ông Biden tuyên bố thắng cử đó. À, đây là cái cảnh hôm thứ Bảy vừa rồi, thưa quý vị, rất đông người. Rồi đêm hôm đó là cũng có bạo động xảy ra. À, cảnh sát cũng bắt hơn 10 người nữa, lát quý vị sẽ được coi cái phần bạo động. Và người ta la là four more year đây. Rồi nào là no peace, no Trump. À. Rồi có một ông lát nó nói là chúng tôi tuyên bố Tổng thống Donald Trump nó thắng nhiệm kỳ thứ hai, bà con hoan hô quá. Đây là fan cứng của ông Trump không? Toàn fan cứng. Nhưng mà có 10 người bị bắt vì
cảnh sát truy tố là tấn công người khác. Thì quý vị thấy đó, cái khí thế ủng hộ ông Donald Trump vẫn còn cao. Tới hơn 70 triệu người đã bỏ phiếu cho ông. Và hôm trước tôi có nói quý vị, ông có tới 88 triệu follower trên Twitter. Thành ra ông là một cái gọi là, mà trên chương trình này tôi đã trình bày quý vị một lần rồi, là ông có thể trở thành một gọi là bố già, thấy không? Gọi là king maker trong 4 năm tới. Nếu ông không ra ứng cử năm 2024, ông sẽ là một cái lực, một cái thế lực mà ai cũng phải sợ, đặc biệt là những người bên Đảng Cộng Hòa. Và người ta còn dự trù là có thể ông mở đài truyền hình trên YouTube và Facebook. Và hôm trước có tin đồn là có thể ông mua cái đài Newsmax. Nhưng mà hôm qua thì tôi thấy là Newsmax đã khẳng định là sẽ không bán cho ông Trump, họ mới làm riêng. Mà cái Newsmax bây giờ anh ngon lắm mà, nhờ anh đưa tin giả đó, bà con fan cứng Trump vô coi đông quá. Thì biết sao không? Hôm bữa tôi coi, vô tình tôi coi CNN, họ bảo là trước bầu cử một ngày chỉ có khoảng chừng 15-16 ngàn người coi cái Newsmax thôi. Mà từ hôm sau bầu cử giờ một ngày mấy trăm ngàn người vô coi, hot quá. Toàn đưa những loại tin mà kiểu mà gọi là gì, kiện tới nơi rồi, sẽ thắng mấy tiểu bang đó. Rồi chẳng hạn như là ông Trump đang dẫn trước mấy trăm phiếu đó, đó. Rồi hiện lên mấy hình mấy tiểu bang mà đang kiện, mà dù kiện tới xíu cũng để cái cân với lại cái ấy, giống như các dân công lý đó. Coi như mấy tiểu bang này là sẽ thắng, là coi như thắng luôn. Hay là cái chuyện mà quân đội Mỹ đột nhập vào văn phòng của một công ty dữ liệu ở bên Frankfurt, tịch thu đó, đồ chơi mà dân lại bầu cử, đại khái những tin đó, vô Newsmax là coi đông lắm. Thì bây giờ những cái người mà trong mấy ngày qua bắt đầu là bày tỏ và coi như là nhá hàng, nãy tôi kể quý vị, ông Trump có nhá hàng, ông dùng một chữ là ông Biden won, đó, ta chiến thắng, mặc dù sao ông rút lại. Có cái ông Giuliani, luật sư riêng của ông, thì sau đó ông chủ nhật rồi, sau khi thấy ông Trump tweet ra hay đó, thì ông tweet ra bảo, ôi Tổng thống Trump viết vậy là đệm nó móc đó, móc gì cha nội. Sao thấy ông Trump tweet cái thứ ba ra, nếu mà móc thì ông Trump tweet cái thứ ba ra là tôi móc đó, thì dễ là không thấy ông Trump tweet ra nữa. Mà thấy ông Giuliani tweet ra thì biết ai đúng ai sai, thật giả. Nhưng mà hôm thứ hai vừa rồi, trên một cái chương trình phỏng vấn, ông Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia Tổng thống Donald Trump, lần đầu tiên nói những cái lời phải nói là khác lạ. Ông nói như sau, là sẽ có một cuộc chuyển giao quyền hành một cách chuyên nghiệp cho chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden. Mặc dù chúng ta biết cho đến giờ phút này ông Trump vẫn chưa có công nhận. Thì ông trả lời với cái chương trình Global Security Forum, với lại cái người phỏng vấn là ông Steve Clement, là cái người mà chủ biên của cái tờ The Hill. Thì ông nói như thế này này, có vẻ vào lúc này ông Biden và bà Kamala Harris sẽ là tổng thống kế tiếp và phó tổng thống kế tiếp. Và nếu có một chính quyền mới, họ xứng đáng có thời gian để mà chuẩn bị và ứng dụng các chính sách của họ. Chúng ta có thể có những cái sự khác biệt, không đồng ý với nhau, nhưng mà chúng ta phải nhìn kỹ. Nếu cái liên danh Biden và Harris được quyết định thắng, thì rõ ràng, mà tôi nghĩ là đang có vẻ như vậy, obviously things look that way now, thì chúng ta sẽ có một cái sự chuyển giao quyền hành rất là chuyên nghiệp từ Hội đồng An ninh Quốc gia. Điều này là điều chắc chắn, ông nói luôn, there's no question about it. Thấy không? Ông nói thẳng như vậy luôn. Đó. Thế đó là cái không có dấu giếm gì cái chuyện này. Thành thử ra cái lời phát biểu của ông, cái ông mà O'Brien đó, làm cho người ta ngạc nhiên. Tuy nhiên ông cũng nói rằng là nếu mà ông Biden thắng đó thì xin lỗi quý vị, ông Trump thắng thì cũng bình thường thôi, không có sao cả. Nhưng mà phải chuẩn bị cho ông Biden, đó là cái điều ông nói thế rõ. Cho nên là đây là cái chuyện mà lạ lùng, chứ không phải là chuyện bình thường. Xin bàn kỹ thuật cho coi cái màn hình laptop của tôi một chút xíu để có thể biết. Question is, do you think if things continue as they look and Joe Biden and Kamala Harris come in and their national security team comes in, are you preparing a healthy transition with them? Are you thinking about that? And then finally, you know, I just want to open the door to any op-eds that you might want to send to the Hill.
Well, I'll still in office, so I'll probably hold off on the op-eds for a while. And I want to give, if there is a new administration, like, they deserve some time to come in and implement their policies. We may have policy disagreements, but look, if the Biden-Harris ticket is determined to be the winner, and it's, you know, obviously things look that way now, we'll have a very professional transition from the National Security Council. There's no question about it. They're going to have very professional folks who are coming in to take these positions, many of whom have been here before and spent a lot of time in the White House in prior administrations. And the great thing is, this is the United States of America. We've passed the baton and had peaceful, successful transitions, even in the most contentious periods. Even, I'm old enough to remember Bush v. Gore, and the transition there didn't start until mid-December, and yet it got done. And if we're in a situation where we're not going to a Trump second term, which I think people here where I'm sitting in the White House would like to see, if it's another outcome, it'll be a professional transition. There's no question about it. Vâng, quý vị thấy đó, ông O'Brien cũng có nói là cần có thời gian, và nếu mà ông Biden thắng thì phải để cho Biden có cái thời gian để mà chuẩn bị. Và ông cũng nhắc lại cái cuộc bầu cử năm 2000, khi mà ông Al Gore với lại ông Buchanan tranh chấp ở tối cao pháp viện, thì ông Bill Clinton cũng lúc đó chưa chuyển giao quyền hành, mà đợi đến sau ngày 13 tháng 12, khi mà ông Al Gore chấp nhận thua cuộc thì lúc đó mới chuyển giao quyền hành. Thì ông bảo là vẫn còn có thời gian. Và ông nói rằng là những cái người mà chuyển giao quyền hành bên ông Biden là họ cũng từng làm việc trong cơ quan chính quyền của Mỹ liên bang lâu năm, thì họ cũng rành rẽ, thành ra chắc sẽ không có chuyện trở ngại cả, cho dù nó trễ một chút xíu. Nhưng mà thưa quý vị, đây là lần đầu tiên thế mà ông cố vấn an ninh quốc gia mà lại nói như thế. Mà ông này cách đây 3-4 ngày đó, hồi tuần trước là đại diện ông Trump, nghĩa là phát biểu ở cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN tổ chức ở Hà Nội đó, chứ phải chơi, nó thân cận lắm, bây giờ nói chuyện ngược với ông Trump, ghê không? Chuyện gì xảy ra? Xin quý vị đừng rời màn hình SCT, chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị đến màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về câu chuyện là bắt đầu có vẻ như gió đổi chiều, và ngày càng với thực tế là ông Biden sẽ là Tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng Giêng, mặc dù vẫn có những cái kiện cáo, những cái gọi là sự chưa thừa nhận của ông Donald Trump về cái cuộc bầu cử vừa qua, về kết quả của cuộc bầu cử vừa qua, cũng như vẫn còn một số người mạnh mẽ nói là ông Trump sẽ thắng nhiệm kỳ thứ nhì. Ví dụ như là Ngoại trưởng Mike Pompeo thứ ba tuần trước nói rằng sẽ có một chuyển giao quyền hành êm thấm qua chính quyền thứ nhì của Tổng thống Donald Trump. Hay là như ông Peter Navarro, cố vấn kinh tế của Tổng thống Donald Trump, một tuần trước khi được hỏi tòa ốc, ông cũng nói là ông Trump sẽ thắng nhiệm kỳ thứ nhì, điều đó rõ ràng. Hay là như cô Kylie McEnany là phát ngôn viên tòa ốc, khi hỏi là ông Trump có đi dự lễ đăng quang kỳ này không, thì bảo đi chứ, bởi vì ông là người đăng quang mà. Nhiều lắm, vẫn còn đấy. Nhưng mà ngày càng có cái dấu hiệu là, thưa quý vị, khó lòng vượt qua. Tôi trước khi tiếp tục hôm thứ hai vừa rồi, tối cao pháp viện Hoa Kỳ lại không chịu xử cái vụ mà Đảng Cộng Hòa tiểu bang Pennsylvania đòi tiếp tục kiện. Cái vụ mà thưa quý vị nhớ Pennsylvania, trước tôi nói quý vị là họ cho phép lá phiếu mà đóng dấu bưu điện ngày thứ ba đó, mà vô sau đó 3 ngày vẫn được tính. Thì bên Cộng Hòa ở Pennsylvania đã kiện một lần ở tiểu tối cao pháp viện Pennsylvania và bị bác rồi. Sau đó kiện lên tối cao pháp viện Hoa Kỳ, đúng không? 8 người bỏ phiếu 4-4, ông John Roberts, chủ tịch tối cao pháp viện, ngả qua bên ba cái thẩm phán cấp tiến, thảy lại coi như y án của tối cao pháp viện tiểu bang Pennsylvania. Sau đó khi bà Amy Barrett vô tối cao pháp viện là 9 người, họ lại đòi xử một lần nữa trước cái bầu cử, xử gấp. Thì tối cao viện bảo không kịp, chúng tôi xử sau bầu cử. Thì hôm thứ hai vừa rồi, tối cao viện đã trả lời chúng tôi không xử. Tối cao viện Mỹ nhé, trả lời tôi không xử vụ này. Nếu có sau này chúng tôi mới xử mà thôi. Tức là họ không đưa ra phán quyết, nhưng mà họ từ chối xử.
là đưa ra phán quyết nó mới là final, hay là chưa final, nhưng mà coi như là không kịp rồi, không xử đã. Thế bây giờ tình hình như vậy, nó rất là tình hình. Đó. Thì bây giờ trong tuần vừa qua nãy tôi trình bày quý vị là ông Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia của nhà hàng rồi. Trước đó là ông Trump nhà hàng, bây giờ một số dân cử của bên Cộng hòa nữa bắt đầu là feel the heat, thấy là chắc cái vụ mà không tránh khỏi cái chuyện ông Biden sẽ là tổng thống. Bởi vì thưa quý vị, bây giờ những cái nơi mà ông Biden dẫn trước đó, cả chục ngàn phiếu trở lên, rất khó mà đảo ngược tình thế. Cho dù có tái kiểm phiếu, cho dù có kiện cáo mà bỏ đi một số phiếu, nó vẫn không thể nào bù lại. Bởi vì cuộc bầu cử vừa qua tính đến giờ phút này thưa quý vị, nhưng mà ông Biden thắng tới 5 tiểu bang, thắng 5 tiểu bang, trong đó 3 cái tiểu bang mà trước đây ông Trump thắng của bà Clinton, đó là Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, rồi dớt luôn của Cộng hòa 2 cái tiểu bang nữa là Arizona lần đầu tiên kể từ năm 1996 và Georgia lần đầu tiên kể từ năm 1992, tức là 28 năm kia, 24 năm, quý vị thấy không? 5 tiểu bang. Thế vì tình hình như vậy, thành thử ra hôm trong mấy ngày qua bắt đầu một số người lên tiếng thừa nhận, dần dần thừa nhận ông Biden sẽ là tổng thống kế tiếp. Tôi biết là có nhiều người chưa đồng ý và chưa certify mà, thì tôi không cần biết certify, đây là các vị này họ thừa nhận. Tôi kể lại quý vị thôi nhé. Thứ nhất là thượng nghị sĩ Roger Wicker của Đảng Cộng hòa tiểu bang Mississippi, đây Cộng hòa hết nữa, Cộng hòa nha. Mississippi nói với lại tweet ra hôm thứ hai là sau khi ông Trump á, sau khi ông Trump tweet ra hôm thứ hai đó là tôi thắng cuộc bầu cử, thì ông Wicker nói với báo giới là tôi nghĩ là nếu mà tôi sẽ không khuyên ông Trump làm điều đó. I wouldn't have advised he put it that way. tới thứ hai rồi mà còn bảo là I won the election, thì ông Wicker bảo tôi không muốn nếu mà được khỏi, ông nói lịch sự, ông không nên làm như thế. Thượng nghị sĩ John Cornyn của tiểu bang Texas nói rằng ông Trump có thể và vẫn nên tiếp tục kiện theo đuổi các vấn đề mà thách thức về pháp lý, nhưng mọi người đều tin rằng vào ngày 20 tháng Giêng chúng ta sẽ có một tổng thống, và người đó có thể là Joe Biden. And it will probably be Joe Biden. Đó là thời thượng nghị sĩ John Cornyn của Đảng Cộng hòa rồi, tôi sẽ nói như thế. Thượng nghị sĩ Kevin Cramer, tiểu bang North Dakota, càng ngày càng thấy rõ ràng là khó lòng mà có một cái điều gì có thể lật ngược các kết quả bầu cử. It grows increasingly unlikely that a remedy would involve overturning the election. Ông này thì ông là từng là ủng hộ ông Trump ghê gớm luôn, thấy không? Nhưng bây giờ, rồi ông nói luôn, cựu phó tổng thống Joe Biden nên được báo cáo, tình báo và được chuyển giao quyền hành trong lúc chúng ta, đặc biệt là để có thể có tiền đầu tư vào các hạ tầng cơ sở cho nước Mỹ. Ông này chắc muốn làm đường. Đó. Và nếu ông cuối cùng mà thắng á, thì có vẻ, mà tôi nghĩ là ông thắng, thì ông không cần phải, nghĩa là bận rộn vào tháng Giêng. Ý ông này nói là nên, ông Biden nên được biết những cái chuyện đó để chuẩn bị ngay từ bây giờ, chứ không nên đợi đến tháng Giêng. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, tiểu bang Florida, chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, thì nói rằng là tổng thống đắc cử Biden là rõ ràng là không thể nào mà có thể bác bỏ được, và nói rằng những cái kết quả này và những kết quả đầu tiên có vẻ cho thấy chúng ta chắc chắn rằng cho đến giờ phút này là ông Biden sẽ là tổng thống. Ông Marco Rubio mà còn nói như vậy nữa. Rồi ông thượng nghị sĩ Mike Brown của tiểu bang South Dakota nói như thế này, chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ dựa trên những cái phiếu đếm hiện nay, và càng ngày càng chúng ta càng tới cái điểm là mọi người đều hiểu ông Biden sẽ là tổng thống. À, ngay hiện nay có vẻ như ông Biden chắc chắn là tổng thống, và chúng ta hiểu cái điều đó. We understand that, đã nói luôn. Đó. Thì thưa quý vị, đó là những cái người mà họ lên tiếng dần dần bắt đầu họ không thể tránh được. Đặc biệt là tới cuối tháng 11 và đầu tháng 12 là cái ngày mà các tiểu bang
họ sẽ phải là chuẩn thuận kết quả bầu cử. Tuy nhiên vẫn còn có một số người vẫn còn ngại ngùng, không dám nói cái vụ này, không dám công khai chúc mừng Joe Biden. Chúc mừng là ông Trump xử này, không hiểu sao ông chưa xử bốn người kia. Ông Thượng nghị sĩ Mitt Romney, bà Thượng nghị sĩ Susan Collins, bà Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski và ông Thượng nghị sĩ Ben Sasse chưa thấy nói gì cả. Một người mới bị ông Trump xử hôm thứ Hai vừa rồi, đó là ông DeWine, Cộng Hòa nhé quý vị, thống đốc tiểu bang Iowa. Khi mà nói cái chuyện mà ông Biden sẽ là tổng thống đó, bị ông Trump tuyết ra, ông vỗ cho một tăng. Không hiểu sao mấy ông kia nói thì không sao, chắc là ông DeWine chắc cũng không còn làm lâu nữa hay sao đó. Chứ còn mấy ông thượng nghị sĩ nói ra thì không bị gì cả. Không bị gì cả. Rồi đương nhiên có một ông nữa là Luis Gomez, là cái ông mà ở Texas. Cái ông mà hôm trước tôi kể quý vị là ông nói cái vụ mà ông bảo là tôi không biết sự thật và tôi nhận được một cái tweet của người Đức á, nói là quân đội Mỹ đột nhập bao vây một cái cơ sở của hãng Sai ở bên Frankfurt á, để lấy phần mềm gọi là lấy cấp phiếu của ông Trump đưa cho Biden đó, đó đại khái như vậy. Thì quý vị thấy này, quý vị thấy những hình ảnh mà số người ủng hộ tổng thống Trump như vậy đó, cho đến giờ phút này người ta nhiều người vẫn còn ngại ngùng. Và hôm thứ Hai vừa rồi ông Biden ông nói luôn, tôi hiểu tại sao một số người Cộng Hòa bây giờ chưa dám nói, bởi vì đó là cái cách hành xử của ông Trump. Đó là cách hành xử của ông Trump thì quý vị biết rồi, ai mà nói ngược ông Trump thì chỉ có chết thôi. Thành ra mấy ông Cộng Hòa bây giờ cũng sợ quá, không dám nói cả. Mặc dù biết là ông Biden sắp sửa làm tổng thống rồi đó, nhưng mà không dám công khai ủng hộ. Ủng hộ thì mệt với ông Trump. Đây là không phải mệt với ông mà là ông có cái số fan cứng quá đông, tới hơn 70 triệu người bầu cho ông. Mà những người đó đó phần lớn là nằm ở trong những cái địa hạt mà những vị dân cử Cộng Hòa đại diện, thành ra họ ngại là phải. Nhưng mà người ta bảo là tới ngày 30 tháng 11 hoặc đầu tháng 12 bắt buộc, lúc đó là chuyện nó rõ ràng rồi, thì không có cách nào khác. Lúc đó là biết là ông sắp sửa ông biến rồi, chúng tôi phải thừa nhận Biden thôi chứ không còn thừa nhận ai cả. Thì đó là tin đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi hẹn quý vị ở chương trình sau.